vậy đó. Thứ 8 của tẩy tủy á, nó duỗi xuống nè. Dạ, nói, mà nó có bốn cái bàn tay, ở đây có một à. Dạ, thằng kia dày, thằng tước, hỏi không? Đóng lại nữa. Nó giống nhau. Dạ. Mà thằng này cái kỹ thuật nó khác thằng kia, thằng này nó có cái kéo cổ. Đè hai tay rị xuống. Mấy người mà dân Bắc thì trong khi này nó có cái kiềm nó đó. Đó, nó kéo. Còn Trung Quốc nó lấy cái dây cột cổ, nó cột lên 3 feet nó ngồi, nó đu lại vậy nè. Đó, lấy dây nó cột. Cột như cổ nó đeo lên nó ngồi vậy đó. Mới đầu nó ngồi cái yên, sau nó nhón nhón lên, khi nào nó nhón nó ngồi về mà nó treo cái cổ lên được là xong. Treo đó là cái thứ 8 đó, là nó tập cái phần trên. Còn cái bài này tập gì nha, bài này đứng vậy nè, anh nhớ chỗ này phải góc vuông à, nè phải vậy mới được, anh đứng mà méo thì nó không thành 3D, ba chiều là cái này anh thấy không nè, XOZ mới được, anh làm vậy nó méo, tức là phải thành 90 độ, 90 độ nè. Nhiều thằng không biết, ngó không để ý xuống gốc chân tôi thì đúng 90 độ, lấy thước 90 độ tôi đo đây, còn tôi ở nhà tôi kẻ 90 độ tôi đứng nhà tôi tập này. Đó thì chắc ăn nhất, thấy không? Đó, còn lúc mà bị đứng dày thì không thấy rõ, nhưng mà đứng dày mới trúng này. Nè 90 độ này. Đó, rồi cái này nè ha, bắt đầu nè, anh để vậy ha, nhón lên trước nè, giữ cái đầu trên nè, tay đẩy xuống cái đầu đứng yên. À, cái đầu thì treo để đẩy cho à. Thấy không, tức là đẩy, hai tay cú xuống, nhưng mà hai ngón út này nè, chạy trên thân này nè. À, đẩy xuống cái đầu nè, nhướng cái đầu cao lên đẩy xuống à. Cái tay kéo xuống mà cái cổ vẫn giữ nguyên, là ở trên này bị néo, trên này bị kéo giãn. Tôi chờ khoảng 24 giây, cho nó nén không, ở dưới này là 12 với 7, 19 giây, trên này 7 giây. Thì tôi lấy cái ở dưới nào 12 với 5 là 17 giây, nén xuống 17 giây. Xong thả. Xong giờ tôi giọng. Giọng tôi phải giữ cái đầu này, cái vai, cái mông tôi nằm trên mặt thẳng, tức là nằm giống vậy, nằm sát. Đó, phải thẳng vậy đó. Tôi giọng 24 cái. Đó. Anh sẽ để ý nha, chỗ nào nghe trong trong là cái xương nó đặt, chỗ nghe bọc bọc là loãng xương. Thì anh tập cái này biết cái xương sống anh chỗ nào yếu thì anh phát hiện ra, đó là loại một. Còn loại thứ hai là khi anh mỏi mỏi lưng, mỏi khúc nào thì anh bẻ, ví dụ tôi mỏi chỗ này tôi bẻ khúc này, tôi giọng đây nè, tôi mỏi ngay cái thắt lưng, ngay cái thắt lưng nè, tưởng đây giọng hết liền, âm thanh nó lên cái chỗ mà bị gãy nó dội xuống, dội xuống ờ giọng giọng. Mà trước khi giọng phải theo phương pháp đạo, nén trước cái đã rồi thả xuống giọng, chứ không phải giọng liền đó thì nó hết. Và số 7 như vậy đó. Số 8 nó cầm được bí quyết ở chỗ đó. Còn mày